À, xin chào quý vị khán giả, tôi là nghệ sĩ Lê Thiện. Tôi đóng một cái vai mà bà nội của vua, mà bà là cái cái thời kỳ này là cái thời kỳ mà hầu như là bà muốn thu tóm tất cả về tay bà. <laughs> hay à diễn hay á mà ngộ lắm khi tôi mặc quần áo của nhân vật đó vô thì tự nhiên tôi có một cái con mắt dòm lạ lắm mà ngay các bạn diễn của tôi nói cô ơi tao dòm cặp mắt cô là là cứ rỡ ngay ốc mà tôi cũng không hiểu tại sao tôi có cái cảm giác đó không ai dẫn với tôi được thì tôi nói như thế để cho quý vị khán giả rồi các bạn xem nghe và phân tích giùm tôi khi tiếp xúc với các bạn thì tự nhiên tôi có một cái cảm giác cứ trong cứ chờ cho đến cái ngày bấm máy nó có những cái lý do yêu mến vô cùng bởi vì các bạn trẻ tôi không nói về đạo diễn nhưng mà tôi nói cái bộ phận mà các em lo cái phần trang phục là bảo đảm nó mang cái chất lịch sử thế bởi những cái lý do đó mà nó cứ lôi cuốn tôi tôi xuống cái đầu tiên là tôi thấy rằng là ôi mang nguyên như là một cái một cái xưởng gỗ, một cái xưởng may tại phim trường luôn. Bây tôi nói các bạn nghiêm túc ở chỗ đó, lâu cuốn tôi ở chỗ đó. Và về phục trang á thì có cả máy may tại chỗ. Tôi nghĩ rằng các bạn rất là kỹ thế này, tức là cái thời nguyện mặc cái quần cách mặt đất là bao nhiêu chứ không phải muốn mặc sao mặc. Có ai để ý cái chuyện đó đâu? Và khi các bạn xem thì các bạn sẽ thấy rằng từng cái nét thêu từng cái đường chỉ theo các bạn ấy nắng nó thì tôi nghĩ là cái đó là một cái cơ duyên là một cái nghệ sĩ như tôi hiếm thấy có lẽ vì tại tôi 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 có một cái tình yêu đối với các bạn trẻ trong cái phim này tất nhiên đạo diễn thì không trẻ rồi đạo diễn thì cũng sồn sồn rồi nhưng mà phải cái bộ phận các em nghiên cứu về tất cả các thứ rất trẻ mà rất dễ thương Tiệm phụ vuông đời mặt là tiền phụ Tức là về kịch bản Nó khác hơn với tất cả các cái kịch bản Mà tôi đã đóng Khó thuộc lắm, khó học lắm Đưa ả à đến hoàng lăng để hầu hạ nhan khói Một là phải nói cho nó đúng Kể cả cái phát âm từng vùng miền Riêng cái phượng khấu này Nếu là ông Hoàng là phải ông Hoàng Chứ không phải là ông Hòa Vấn đề là phải nói là vấn đề sự việc Chứ không phải là vấn đề sự việc Hoàng đế nếu được vậy thì còn gì bằng thế nội có đó không rồi nó, 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 nó cả một cái thói quen mà có nhiều khi đang qua tôi Ơ ngưng đi sai rồi bởi vì tôi nói sai cái chữ ông hòa là tôi tôi có bị té tức là vấp té thế do đó mà sau này thì tôi đi đâu tức là tôi được gì bên này dắt bên kia dắt bên nọ dắt mà hãy bước đi cái bà nội đi nha thế là phải bình này chắc cái tự nhiên tôi thấy tôi tôi vui dễ sợ tự nhiên thấy mình đừng nhõng nhẽo với con với cháu bị cái phim này tôi nghĩ rằng là không phải uh, quay ra để rồi bán vé tôi nghĩ hình như là cái khái niệm về doanh thu về vật chất hình như là chưa có mà chỉ muốn làm sao tức là một phần nào đó để là con là cháu là chắc Biết ơn tổ tiên Làm vậy khác nào để cho bà ấy Dành lại cái công nuôi dưỡng hoàng đế Của già này à, Dạ không, không phải đâu Kỳ này tôi lại Đóng cái vai là bà nội Của anh Thành Lộc <laughs> Anh Thành Lộc là đóng Lấy niên hiệu là thiệu trị Một cái điều kết hợp Mà giữa tôi và Thành Lộc Rất là thích Ở cái chỗ là chúng tôi có hai cái một cái phượng nga là 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 tôi ngồi còn cái long nga là anh Thành Lộc ngồi mà những cái ngai đó là phải nói là thật đấy và tự nhiên tụi tôi ngồi khi mà mặc quần áo vào thì tự nhiên cái mình mình thành một cái người khác chúng tôi không thể nhí nhố như tất cả các cái phim khác được và vì mình cảm thấy rằng mình bắt đầu mình sống vào với nhân vật đó thì bao giờ ngồi đó Tôi cũng nói Dạ xin phép Cho con được ngồi Thì đùng một cái anh Thành Lộc cũng Cũng như vậy bởi vì Khi ngồi mình cảm thấy thế này Khi ngồi mà không có sự phép tắc Tự nhiên cái rùng mình à. Không biết là Cái này cái hiện tượng này thì Có lẽ vì tại tôi Tại chúng tôi Quá yêu mến những nhân vật đó và vẫn có cái gì đó nó nó, nó thiêng liêng mà mình không giải thích được thời đó với bây giờ đã là khác rồi cái cách ăn mặc nói chuyện cái đối xử xung quanh hồi xưa tại sao các bạn biết rằng là phụ nữ cứ phải đeo cái đôi bông tai toàn tay này nè khi mà đến chọn cháu làm dâu đi cưới dâu là phải coi cái cung cách của người này nè cái ví dụ như kêu Ê không có được quay qua ngay đâu nha Mà ví dụ như Tại sao mà như thế Thì chỉ cho phép tức là Trả lời Dạ Tại như vậy Chứ không phải được quay qua Người ta quay thử cái đôi bông tai này Nó có lắc qua lắc lại không Thì người ta đánh giá cái nết na của cái cô gái đó Thế cho nên là Cái cái động tác của Khi chúng tôi quay cái này Thì chúng tôi phải học gọi là học cái nghi lễ nói như vậy để cho các bạn có cái khái niệm là rất là khó so sánh hai Người ta nói mũi lái chịu đoàn chỉ có một mình Nói lên như... Tiếc chứ Tụi tôi vẫn cứ tự Suy nghĩ về mình Cái sân khấu nó bây giờ Nó vắng lặng hơn Có phải là lỗi do mình không Tất nhiên anh ở trong cái nhà đó mà nhà đó có vấn đề gì anh cũng phải có lỗi. Tụi tôi rất thèm. À, các cái rạp hát bây giờ tưởng rằng xây dựng lại thế này, xây dựng ví dụ như cái rạp Hưng Đạo vì tôi ở nhà hát, Trần Vũ Trang mà. Cái rạp Hưng Đạo. Trời ơi khi đập xây dựng lại mừng dễ sợ luôn. Tới chừng bây giờ xây lại rồi, không biết để làm gì. Tiện nghi văn phòng máy lạnh ư? ư. phòng này phòng kia phòng nọ máy lạnh, có thang cuốn, thang máy đi ư? Nhưng khán giả Cái sân khấu để mà biểu diễn Đứng chừng 15 diễn viên là chặt rồi Đừng có nói là 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 là, là. Thế thì mấy cái đó Kể ra tụi tôi trách Thì cũng không biết trách ai Nhưng mà chính những cái chuyện nó làm cho tụi tôi bị thua chột đi không còn không còn muốn làm nữa Ừ, bây giờ mà ca, mà ca giọng cổ là tôi sợ là là bắt tôi uh, về cải lương đó thì cải lương nó còn sụp nữa bây giờ rất lâu rồi bây giờ đâu có ca hát gì à tôi ca bà lý con sáo ha ai ai đem ai đem mà con sao hmm sang sáng sáng sang, sang sông ai đem con sao sang sông tình bằng mà con sao tình bằng mà con sao có là bay nói chứ không phải là má nói nghe không để mai mốt cái độ cháo hư tại bà nè hôm qua nó phải đi gần chỗ cái chỗ bán sách cũ á mới mua được mấy cái cuốn sách tập thể hình này đã nợ đây nè không có thằng nào nó dám ăn hiếp con đâu mà con sợ qua như 10 năm tôi nghĩ tôi khi mà nghỉ hưu là tôi không hoạt động cái gì hết dạy được 5 năm xong rồi nghỉ luôn thì đùng một cái là đi cách được mời cát cái phim dù gió có thổi cái người quên khóa cửa để anh trộm vào là tôi mừng tức cái gì không biết tức cái tìm tôi mà nói để tôi bước vào phim là từ cái dù gió có thổi thế rồi mọi người mới nói trời đất bà này bà ở cái kho nào mà bây giờ mới lôi bà ra cũng nên phát biểu vậy đó để tôi vào được phim là trong cái điều kiện như vậy bởi vì có một cái câu nói của thằng cháu ngoại tôi thôi khi mà nó nghe mời này thì qua điện thoại nó nghe hết cái khi mà mời cát cái dù gió có thổi này này <laughs> cái nó mới nói con chán bà ngoại quá bằng ngoại diễn hay bà ngoại làm biến cái, <laughs> nó nói vậy cái tôi mới nó cũng tự ái chứ xong tôi nói ờ à, thôi đi cát thử đi mà không nghĩ rằng cát là là trúng cái vai đó đấy rồi, rồi cho tới bây giờ hồi đó đi diễn nha mà có được một cái xe đạp đã là vĩ đại ghê lắm rồi và đâu phải diễn một chỗ đạp xe đạp hóc tóc tới vậy mà diễn 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 như chưa từng được diễn thì chính ta bảo cái khó nó bó cái khôn ở chỗ đó đó còn bây giờ thì nó các bạn trẻ bây giờ tôi thấy nội đôi khi bây giờ đi đi diễn đi tới quay phim mà được ngồi đó mà dơ cái mặt ra để cho mấy em hóa trang hóa trang cho mình đó, đó là cái hạnh phúc lắm đối với tụi tôi rồi hồi đó là tự hết mà làm gì có những cái loại son phấn mà coi chừng phải dưỡng da phải dưỡng giết đâu hồi đó có sao làm vậy à nó có cái hay của thời đó nhưng con cái tụi tụi tôi hồi đó con cái là một người có thể diễn được nhiều thể loại vai và cũng phải cho tôi cảm ơn các bạn Tức là những cái câu hỏi Và đặc biệt là những cái tình cảm Của các bạn trẻ Đối với đối với tôi Đó là một cái món quà Mà tôi nghĩ rằng là Vô giá Và đó là một cái Một cái liều thuốc bổ Mà làm cho tôi Vẫn tiếp tục sống Để có điều kiện Cống hiến cho, cho, cho các bạn xem tôi chúc mọi người thì là uh, hạnh phúc ha uh, thành công ha uh, uh, khỏe mạnh và chống thành công cái dịch cúm này đừng có bị ha uh. tết năm nay tôi được có những cái cú điện thoại chút cô ơi năm nay nghệ sĩ đi nhiều quá rồi cô cố gắng đừng có đi nhé Thì tôi hứa với các bạn là tôi không đi chừng nào các bạn đủ biết tôi mới đi